Thưa quý vị, những ngày qua trên cả nước xuất hiện nhiều ổ dịch mới phức tạp với số ca F0 trong cộng đồng tại nhiều tỉnh thành phố tăng nhanh. Lúc này để có thể tạo được miễn dịch cộng đồng thì nguồn vaccine là hết sức cần thiết. Trong khi nguồn vaccine trên thế giới đang khan hiếm, lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội phải đích thân đi thương lượng để mua thêm, thì Nanocovax, vaccine nội được xem là có triển vọng nhất, vẫn phải chờ để được Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp. Cũng như mọi vaccine được cấp phép khẩn cấp trên thế giới, NanoCovax đã và đang tuân thủ đúng mọi quy trình nghiên cứu, đảm bảo tính khoa học, tính đạo đức, pháp lý và được giám sát chặt chẽ bởi các tổ chức giám sát độc lập. Về lý thuyết, hiệu quả bảo vệ của NanoCovax đang được các nhà khoa học sử dụng công thức ước tính theo mô hình của Corey cho chủng vũ hán và Cromer cho các biến chủng khác. Công thức này được nhiều tạp chí khoa học uy tín công nhận. Kết quả ước tính cho thấy hiệu lực của vaccine Nanocovax ở thời điểm báo cáo giữa kỳ hiện tại đối với các chủng Vũ Hán, Alpha, Delta. Tuy nhiên, đã gần 2 tháng trôi qua, kể từ ngày Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, Hội đồng Đạo đức lần thứ hai thông qua báo cáo giữa kỳ thử nghiệm giai đoạn 3 của nhóm nghiên cứu ngày 18 tháng 9 năm 2021 vẫn chưa có một thông tin công khai gì thêm về loại vaccine nội này. được tiếp tục thông tin về giá cả và thị trường nông sản. Thưa quý vị là thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết là người tiêu dùng tại châu Âu ngày càng quan tâm và có xu hướng là gia tăng tiêu thụ các loại trái cây nhiệt đới nhất là những loại tốt cho sức khỏe và có hương vị mới. Để vào được thị trường châu Âu thì điều kiện tiên quyết đặt ra đó là trái cây phải tuân thủ các yêu cầu chung đối với trái cây tươi và rau quả đó là tránh dư lượng thuốc trừ sâu và chất gây ô nhiễm. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cũng nhấn mạnh thêm, chứng nhận hữu cơ có thể là một điểm cộng bổ sung. Ngoài ra, trái cây nhập khẩu được đánh giá tốt hơn nếu sản phẩm được xử lý đóng gói theo công nghệ và vận chuyển bằng đường biển, vừa giúp kéo dài thời hạn sử dụng trái cây mà vẫn giữ được độ ngon. Hơn nữa, với đóng gói bao bì, doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý các loại trái cây nhiệt đới nhỏ như vải, chôm chôm và chanh dây được đựng trong hộp các tông từ 1,5 đến 2,5 kg Đặc biệt là các nhà bán lẻ cũng có thể áp đặt các tiêu chuẩn cá nhân, chẳng hạn như Tesco, Nature, các chuỗi bán lẻ lớn hơn ở Bắc Âu sẽ ưu tiên mua các sản phẩm nếu tuân thủ tính bền vững và các tiêu chuẩn xã hội. Có thể nói là thị trường châu Âu mang đến rất nhiều cơ hội cho các nước có trái cây nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Do vậy để cạnh tranh và có chỗ đứng tại thị trường này Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam phải có khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao vào các thời điểm cụ thể trong năm và tìm được người mua quen thuộc với các đặc điểm và phân khúc thị trường. Một tín hiệu đáng mừng là giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đang ở mức là 438 đô la Mỹ một tấn, tức là cao hơn hẳn giá gạo của Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Với mức giá này thì giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang dẫn đầu thị trường xuất khẩu thế giới. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện đang tăng mạnh ở mức là 438 đô la Mỹ một tấn, cao hơn từ 60 đến 70 đô la Mỹ một tấn so với giá gạo 5% tấm của các nhà xuất khẩu lớn khác như Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Cùng lúc đó thì giá lúa gạo trong nước cũng đang nhích lên và ở mức cao ổn định. Giá lúa vụ thu đông vừa thu hoạch được thu mua dao động ở giá là 5.300 đồng đến 7.500 đồng một kg. Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo thì giá nhiều loại lúa nhất là các giống lúa thuộc loại gạo thơm ngon, đặc sản dự báo là còn nhích lên trong thời gian tới. Thưa quý vị, phục hồi sản xuất sớm hơn dự đoán thì các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ đang nỗ lực chủ động áp dụng nhiều giải pháp vượt khó về thiếu lao động cũng như là chi phí đầu vào tăng cao để tăng tốc sản xuất. Với đà tăng trưởng hiện tại thì xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm tự tin về đích khoảng 14,5 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam 9 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,76 tỷ đô la Mỹ tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức tăng trưởng này chủ yếu là do kim ngạch từ nửa đầu năm 2021 mang lại. Từ tháng 10 năm 2021, xuất khẩu ngành gỗ đã có sự tăng trưởng trở lại rõ rệt. Với đà phục hồi hiện tại, mục tiêu xuất khẩu toàn ngành cả năm đạt 14,5 tỷ đô la Mỹ, khá khả quan. Thưa quý vị, lượng lúa mì nhập khẩu tăng rất mạnh trong năm nay. Vì vậy chỉ trong 9 tháng đầu năm Việt Nam đã chi ra hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu lúa mì. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 năm 2021, nhập khẩu lúa mì đạt 623.729 tấn, tương đương 192,91 triệu đô la Mỹ tăng 71,6% về lượng và 76,8% về kim ngạch so với tháng 8 2021, so với tháng 9 2020 cũng tăng mạnh lần lượt 88,7% và 132,4%. Trong 9 tháng đầu năm 2021, cả nước nhập khẩu gần 3,73 triệu tấn lúa mì trị giá trên 1,07 tỷ đô la Mỹ, tăng rất mạnh cả về khối lượng và kim ngạch với cùng kỳ năm 2020 với mức tăng tương ứng 80,4% và 1016% Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị là đợt họp thứ hai kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15, bốn bộ trưởng các bộ là y tế, kế hoạch và đầu tư, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo sẽ trả lời chất vấn. Ngày mai mùng 8 tháng 11, kỳ họp thứ hai của Quốc hội bắt đầu đợt họp thứ hai, họp tập trung tại nhà Quốc hội trong 6 ngày từ ngày mùng 8 đến ngày 13 tháng 11. Quốc hội sẽ dành 2 ngày đầu tiên để thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách của nhà nước. Tiếp đó, từ sáng ngày 10 tháng 11 đến hết sáng 12 tháng 11, Quốc hội sẽ chất vấn và trả lời chất vấn. Trong thời gian này, các vấn đề được đề cập ở phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến bốn lĩnh vực là y tế, kế hoạch đầu tư, lao động thương binh xã hội, giáo dục đào tạo. Sau khi các bộ trưởng trưởng ngành trả lời chất vấn, Quốc hội sẽ dành thời gian 1 giờ để Thủ tướng báo cáo giải trình và trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Trước đó, ngày 30 tháng 10, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nội dung chất vấn này vẫn theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn. Người chất vấn nêu câu hỏi trong một phút, người trả lời chỉ có 3 phút cho mỗi câu hỏi. Dù chỉ có 4 bộ trưởng được lựa chọn đăng đàn, nhưng nếu đại biểu có chất vấn liên quan đến trách nhiệm của bộ trưởng khác, thì những bộ trưởng này vẫn có trách nhiệm trả lời. Đầu năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất glyphosate là chứa là chất gây ung thư cho sức khỏe của con người và chlorpyrifos là một hoạt chất độc hại ra khỏi danh sách thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam. Thế nhưng mà trên thực tế thì các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa chlorpyrifos và glyphosate vẫn được lén lút mua bán và sử dụng. Mới đây, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, ma túy, công an thành phố Bà Rịa phối hợp với công an phường Long Toàn kiểm tra hai căn nhà tại khu phố 4 phường Long Toàn và phát hiện thu giữ 1030 chai thuốc bảo vệ thực vật mang nhãn hiệu Dragon, Lifosim, Piop, Lenap, Dilena và 100 gói mang nhãn hiệu Comado. Đây là thuốc bảo vệ thực vật dùng để diệt cỏ và diệt chuột có chứa chất Clopyrifos và Glyphosate. Thưa quý vị, trải qua thời gian vận hành thì một số công trình đê điều thủy lợi tại Ninh Bình đã xuống cấp, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản và sản xuất của người dân. Hiện mùa mưa bão đã đến, việc đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều công trình thủy lợi phòng chống thiên tai là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay đối với các địa phương tại tỉnh Ninh Bình. Kim Sơn là huyện ven biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão. Đường trục xã Kim Trung, tuyến đường huyết mạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các xã ven biển, nhiều vị trí đã xuống cấp, xuất hiện ổ gà khiến cho phương tiện đi lại khó khăn. Đặc biệt, cầu qua sông đang bị hư hỏng nặng, chân móng của các cầu chịu lực chính bị sói lở, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người và phương tiện qua lại. Tại huyện Yên Mô, dù đã tập trung tu sửa nâng cấp, nhưng cho đến nay vẫn còn một số công trình xuống cấp không đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân và khắc phục chống hạn, chống ống hàng năm. Trước những khó khăn trong xây dựng, cải tạo các công trình này, lãnh đạo các huyện trong tỉnh Ninh Bình cũng đã tập trung nắm tình hình và chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, với nguồn ngân sách còn hạn chế, các địa phương này cần sự hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư, nâng cấp một số công trình, hạng mục chưa đảm bảo công tác phòng chống bão lũ.